Hello Khánh, can you hear me? Oh, Khánh ơi, can you hear me? Are you there? À, Khánh ơi, con có nghe thấy cô không nhỉ? Con đó không ta? Hello teacher. Okay. Hello Khánh, long time no see. Yes. Long time. No. Yeah, long time. It's been a long time. It's been 1 week already. Một tuần luôn rồi. Từ chủ nhật hôm trước là cô bận, cô có việc nào, xong đến thứ năm là Khánh lại bận, Khánh có việc đúng không? Ok. Yes. Ok, so vậy thì hôm nay chúng ta học chủ nhật là buổi bình thường, còn buổi học bù thì chúng ta học vào tối thứ hai được không nhỉ Khánh nhỉ? Can we see each other on Monday night? Yeah. Ok, Monday night at 8 p.m. Ok, good. Right, what happened to your mic and camera? What happened to your microphone and camera? No problem. No problem. Then can you turn them on? Please turn on the microphone and the camera. Con có thể bật mic, bật camera lên được không nhỉ Khánh nhỉ? Hay là cái camera có vấn đề rồi? Yeah. Con bật được ạ. Ừ, rồi bật giúp cô nhé. Yes. Ok, thank you. Rồi sao mày nghe mệt mỏi vậy ta? Làm gì sáng giờ mà mệt mỏi vậy? Con đang uống nước. Ok rồi. Then hurry up please. So turn on your camera and then we can start the lesson. Yes. Gì? Uống nước thì không thích hay sao mà ý ẻ? What just I can't open the camera. You cannot open the camera. Can you open the normal camera? Con mở cái camera thường đúng không? Không cần phải camera. No. I will wait for my snap camera ready. You will wait for your camera snap. What? I change the computer. Oh, you change the computer. So what happened to the old computer? No problem. Oh, then why did you change it? Tại sao lại thay đổi computer? I don't know. You don't know? Wow. My father changed. Oh, your father changed it. My mother changed. Your mother changed it. Okay, I see. Right, but is the camera still not on? Camera vẫn chưa bật được hả? Is the camera still not on? I don't know if you fix knee or that's your real knee. Real teacher. Real, okay, three times, right? Three times. Very loud sneeze. Yeah. Rồi camera chắc là không lên được đâu hả? Hay là sao đây ta? Không ạ. I wait for my snap camera download. Oh, you have to download your new snap camera. Okay, I see. 1 second left. Okay, finish. Okay, now it's finished, but you still have to open it, right? You still have to. Yeah, you still. We can start now. Okay, we can start now. Thank you. Okay, so last time we finished unit 2 and then we did review unit 2 together. Bài hôm trước thì chúng ta đã ôn xong unit 2 rồi, đúng chưa? Right. Hôm bài hôm trước là chúng ta đã ôn xong unit 2 rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ qua unit mới. Bởi vì là cứ 2 unit chúng ta mới làm kiểm tra một lần. Chúng ta đã học xong unit 0 và unit 1 thì chúng ta đã làm kiểm tra bài 1 rồi. Bây giờ chúng ta học unit 2 xong thì bây giờ chúng ta học thêm unit 3 nữa. Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nữa ha. Ready? Are you sure about that? Yeah, I'm sure about that, of course. Snap. Oh, what? No, I on the wrong. Oh. Okay, looking cool. You look cool today. Wow, nhìn cứ như mũ thật luôn vậy ha. Đẹp đó. Nice, I like it. Trời ơi, con không thích yên này. Right, okay, so welcome, Khánh, to Unit 3 of Solution Pre-Intermediate. In this unit, you're going to learn new words about movies. Okay, Khánh, do you like movies? Yeah, I
I watched the food with my mother last night. You watched Bigfoot with your mother last night. Okay, was it good? Yes. Okay, was it good? I want to be Bigfoot. You want to be Bigfoot, right? Bigfoot has a lot of hair. Why do you want to be Bigfoot? No, but Adam, son of Bigfoot, not have many fur. Oh. Okay, there does not have many fur. Okay, thank you. You can say fur or hair. I prefer to say hair. Right, okay. Films and TV programs. Okay, adjective to describe films and aspects of films, collocation, social activities. Okay, but the first part of unit three, we're going to know more about types of films, okay, types of TV programs. Chúng ta sẽ tìm hiểu hơn về các cái thể loại phim và các cái thể loại chương trình TV ha. Được chưa? Fine, can you change to something cuter? Okay, this one is okay. Okay, because your hair is wet. Last night I saw. You washed your hair this morning. Yeah, you washed your hair this morning. I see. Right, Kai. Look at photo from A to D. Do you know the name of this movie or TV series? Oh no. No. I know that face, but I don't know. Oh, you know that face, but you don't know the name of the movie in picture A, okay? How about picture B? Do you know this person and the movie? Okay, that's Thor. That's right. Thor in the Marvel universe, right? Thor in Marvel universe. So how about C? What is this movie? Oh my god. Minions. Okay. Right. So you know that Minion. Oh, Khánh có nghe thấy cô không? Khánh có nghe thấy cô không? Yes. I hear you. Mai mẹ của cô hơi bị lag. Khánh đợi cô chút xíu, cô đổi cái đổi cái chỗ phát nha, để cho cô ra ngoài cô đổi chỗ ngồi một chút xíu. Oh my god. Serious. Okay, Khánh, is it better now? Cô đổi cái nguồn khác rồi, cho nên là không biết là có đỡ hơn chưa? Yes. Okay. My name is Adam. What? Adam. Okay, you are an Adam. Đúng rồi, con đang là một cái Adam. Okay. Okay, that is not so bad. Không có quá tệ lắm. Okay, if you want, you can keep that. Okay. Right. In picture C, you said that this is the Minions movie, but you know Minions movie is the smaller movie. It's the smaller movie of a bigger movie named Despicable Me. Okay, Kẻ Cắp Mặt Trăng mới là cái tên đúng của cái phim này. Chứ cái phim Minion nên nó chỉ nói về những. Con biết thì con, nhưng mà con thích dùng từ Minion hơn tại con thích thế. Con thích thế, trời ơi. Rồi và cuối cùng con có biết cái show này không? Con có biết cái chương trình TV này không?
Nó không phải là một cái talk show hay là một cái chương trình thực tế gì cả. Đây là một cái bộ phim nha, bộ phim truyền hình trên tivi luôn. Cái này con chịu ạ, con nhìn mặt Ok. ông cũng quen quen rồi đấy nhưng mà. Tại vì ông này hay được lấy ra để chế meme nè. Rồi, Daniel Craig playing James Bond in a Bond film. Con có bao giờ nghe đến James Bond chưa? Rồi rồi rồi, thằng nào nhìn mặt ông này nó cứ quen quen á. Okay, so that is James Bond, okay, a very famous spy, đúng không? Một cái điệp viên rất là nổi tiếng. Okay, in picture B, he is Thor, and the actor behind Thor is named Chris Hemsworth. Chris Hemsworth sẽ là tên của cái diễn viên đóng vai Thor này. Okay, right. He's playing Thor in a Thor or Avengers films. Next, we have Gru and the Orphans in Despicable Me. Người nhân vật chính này tên là Gru và ba bạn nhỏ này là orphans, meaning children without parents, children without mom or dad. They are called orphans. And finally, the show is How I Met Your Mother. Cái show này tên là How I Met Your Mother. Cái này chắc con cũng không biết. When your mom isn't home. Rồi, ok Khánh, now we move on to the part where we will study about different types of film, ok? Right, the first type, can you say it? Action film. Ok, action film. Do you know the title of this film here? Con biết có thể loại phim này không? Fast and Furious. Fast and Furious, thank you. This is an action film. Phim hành động ạ. Đúng rồi, chính xác. This is... Elsa. Elsa, that's right. But what type of film is it? Animation. Animation. Cartoon. You can say cartoon. But like cartoon is like 2D. Cartoon thường nó sẽ là theo kiểu 2D giống như là Tom và Jerry á. Hay là cái gì nó nổi tiếng nữa ta. Hay là những cái phim về hoạt hình con chuột Mickey á. Nó mà 2D thì nó mới là cartoon. Còn animation thì cũng là hoạt hình luôn. Nhưng mà nó nâng cấp hơn là cao lên cả 3D và cả 2D. Cartoon Network. Cartoon Network 3D rồi cô. Cartoon Network, nói chung là bây giờ rất nhiều show nó trở thành 3D rồi. Và cái Cartoon Network đó là tên cũ của cái kênh đấy. Chat show, chương trình trò chuyện của. Chat show, that's right. Chat show, cái này nó khác với talk show một chút xíu. Chat show là sẽ mời một cái khách mời đến và nói chuyện về, nói chung là nói chuyện để gây hài ấy. Nói chuyện để gây hài thì nó gọi là chat show. Còn talk show là nói về một cái đề tài nhất định. Và chúng ta sẽ Oh, you know that? Opa. You know that? Chat show. Yes, I have a book of rules. Oh, okay, thank you. Now we have three more of the time. We have documentary. Can you say it? Can you say it? Documentary. Documentary. Thank you. Documentary là thể loại chương trình như thế nào nhỉ Khánh nhỉ? World of Animals. World of Animals, thế giới động vật. Để cho documentary là thể loại phim tài liệu, nó có thể là tài liệu về một người. Nó có thể là tài liệu về một người hay là tài liệu về một loài vật. Để cho. Next we have this, what is it? Fantasy film. No, can you say that? Harry Potter and... Fantasy film. This is a fantasy film. Cái vừa rồi là Sorcerer's Stone. Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Can you say that again? Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Thank you. The Sorcerer's Stone. I think this is cái này là hầm chứa bí mật nè. Cái này phần thứ hai. Cô quên mất tiêu rồi. I think this is the second film. Because Harry looks a little older here. I don't know. Okay. The Voice is a game show. Can you say it? Game show. Cái này cô giơ tay xong cái hát ấy cô. Đúng rồi, chính xác. Game show, something like that. Can you say it? The Voice is a game show. Read the word game show for me. The Voice. Mình đọc nhầm. The Voice. The Voice is a game show. So do you know any other game show on the TV? Play a game with Nghĩa Việt Bảo Khánh. Play a game with Nghĩa Việt Bảo Khánh. Oh my god. No, real game show, not game show you want to create in the future. Let me
cái gì? Got Talent. Vietnam's Got Talent. Can you say that again? Vietnam's Got Talent. Vietnam Got Talent. Cái gì? Like Nhanh Như Chớp, right? We have Nhanh Như Chớp. Do you know that? Running Man is that? Running Man. Okay, that's good. Really good. That's Running Man. Thank you. Right. Okay, next. We have musical. Can you say it? Musical. Musical. Okay. Ooh, do you know any musical film? Con có biết thể loại phim nào mà thuộc thể loại phim nhạc kịch không? Do you know any musical film? No, no. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. No, that's not musical film. That is black and white film. No, I don't know. No, because I don't like this. Okay, you should. Then you don't like this type. Con có thể nói, I don't like this type. This type. I don't like this type. Okay, so you don't I like don't. This. That's fine. That's fine. You can search for this film, Kang. You can search for this film. It is called High School Musical. It is a very famous musical movie, right? From Disney. Disney. I don't like that type. That company. You don't like that company. Không thích cái nhà đài Disney hả? No, I like what Disney, but I don't like that type. Oh, you don't like the musical type, okay. Con có biết thể loại nhạc kịch là gì không đã? Hiểu không nó không? Vừa is thôi nói tiếng Việt cái này không biết. Đóng vừa đóng phim vừa kiểu là hát nhảy múa kiểu đấy. Đúng rồi, right. You can say that the characters act and sing, both act and sing in the movie. Thì giờ phải đọc lại cho cô nè. The characters, right, act and sing a lot in the movie. Right, of course the characters act and sing in the movies a lot. Rồi, Khánh đọc lại câu này cho cô đi. The characters act and sing a lot in the movies. That's right, đúng rồi. Những cái thể loại mà musical movie này thì nhân vật vừa diễn mà vừa hát và còn hát nhiều nữa, thế. Right. Do you know that some famous cartoons from Disney were also musical? Con có biết rằng có một cái bộ phim hoạt hình, một vài bộ phim hoạt hình của nhà Disney mà nó cũng là nhạc kịch không? Like The Lion King. Lion King is also a musical movie. Because and I just can't wait to be king. Do you know that song? Yes. Okay, and songs like Hakuna Matata, something like that. Right. You see that in that movie, in that cartoon, there were a lot of singing. Okay, there were a lot of singing, so it is a musical movie. Or movies like Elsa. Not Elsa, it's Frozen, right? You see that Elsa. Elsa, Olaf, and Anna sing a lot. So it is also a musical cartoon. Tức là nó cũng một nó cũng có một phần là musical ở trong đấy, bởi vì kiểu như đang đóng phim bình thường, tự dưng nhạc đầu nổi lên cái hát đúng không? Thì đó là musical, yếu tố đó là yếu tố musical. Okay, next we have a can you say it? Horror film. Horror film. I'm all chọn được con horror film. Can you say it again? Horror film. Horror film. Okay, do you know any horror film? Con có biết cái bộ phim Dream Warrior. Dream Warrior. Nightmare on Elm Street 3. Oh, okay. And the film I am. Annabelle. Okay. Jason. Okay. Right. And Hell Rose, It's Alive. Pan Labyrinth. Okay. Thank you. The Ring. The Ring. You know the Ring, right? Dark Soldier and. Many,
Okay, oh, you know, oh, I know. you're not a lot of horror films. So do you know The Ring? Yes. Okay, so where is The Ring from? Do you know? Where I use I don't watch. Okay, you just know what you don't watch. Okay, so do you watch Annabelle? Did you watch Annabelle? No, I just know. Okay, you just know. You just know you didn't watch any of the horror films. Okay, biết là nhiều phim kinh dị nhưng mà rốt cuộc cũng không coi ha. No, you... I watch before. I watch a film, Thailand film. Oh, you watch that? Okay, you watch the Thailand. I watch Annabelle, but just a little because I watch with my friend, but I have to go home. Oh, okay, I understand. Thank you. That's good. Right. If you watch the Annabelle with your friends, okay, I see. Understand. Khánh có biết. Three people same eat. And when watch at a scary. Lúc mà tới cái đoạn mà đáng sợ là em rời okay, I hết phát là bọn con không phải sợ phim mà sợ cái tiếng hét đấy nghe thật. Trời, sợ không sợ phim mà sợ cái tiếng hét đấy. Wow, hồi xưa cô cũng coi nhiều phim kinh dị, tại vì anh gia đình cô thích coi phim kinh dị cho nên là lâu lâu coi là cứ rủ cô xuống coi thôi. Oh, I am zombie. Busan train, but I don't like zombie because when I am a little, when I was young, 6 years old, I watch and when I sleep noon, I think about the zombie at the noon and I can't sleep. Oh, now I know you are scared of zombies. Are you scared of zombie now? Are you scared of zombies now? Okay, no. How about mummies? Do you know mummies? Mummies? Yeah, I like mummies. Oh, you like mummies? Okay. I use a cat and. Oh, cats can scare a cat appear. Oh, cats can scare away mummies. Really? Cats can scare away mummies. Đuổi mummy được hả? Con mèo đuổi mummy được hả? Yes. I watched the film when the mummy he took the cat and the cat the mummy. Okay, that's very interesting. Definitely interesting. Okay, so mummies are in Egypt, right? Mummies are in Egypt. Là những cái con xác ướp sẽ đến từ đâu? Từ Ai Cập, đúng không? And in you can read in the Google. I search now. Xác ướp đáng sợ nhất thế giới. No, don't say that. Stop talking about it. I just want to tell you how Egypt, how Egyptian, tức là people in Egypt, những người Ai Cập, people in Egypt, really loves cat. Okay, really loves cat, and they think cats is the famous cái gì mà mèo là kiểu là tượng trưng cho thần thánh. A god. That's right. Cat and who kill a cat or hit a cat offends the cat. They will receive a bad end, right? Họ sẽ nhận được một in cái a chuồng lion. Oh, they will throw the person into a lion cage and a cage of a snake. Thousands of snakes. Wow, okay, you know all of that. Really interesting. Cô không biết là kiểu như là bây giờ mình chọc giận mèo là mình có thể bị đưa vô chuồng sư tử. Cô không biết nha. Cô chỉ biết là người Ai Cập người ta rất là quý con mèo thôi, và coi là mèo là hiện diện của thần linh, cho nên là lúc nào cũng có cái hình tượng là mèo trong cái trong mô tả và thần thánh đồ. Con vừa trao một cái hình ảnh này, con gửi vào Zalo cho cô này. Mèo của nó là tôn sùng như một vị thần luôn á. Đúng rồi, thì bởi vì ở trong người ta coi là mèo là sứ giả của thần ấy, đó cho nên người ta tự tôn sùng mèo rất là nhiều. God cat mà cô.
thần mèo, tức là không phải là thần mèo mà là vị thần có mặt mèo nha, vị thần có mặt mèo thì đây, có. Con này con gửi cho cô. I send you a picture about cat. Okay, thank you. Right, Khánh. What is this type of TV show? What is this? What is type? What it is type of TV program? What is it? It's weather forecast. Can you say it? Weather forecast. Forecast. I am. Con định đọc là cái gì mà VTV. VTV 2, VTV 1, VTV 3, VTV 3. Trời đất ơi. Yes. Oh my god. My grandma and my grandpa like that so much. I don't know why. Oh, because there are many good things on VTV 1 and VTV 3. VTV 1, VTV 3 là đài truyền hình quốc gia, cho nên là sẽ có nhiều cái hay ở trên đó chứ. Thường là sẽ có những phim truyện nè, rồi có thời sự. No, no, no. I see that. I watch that with my grandfather and my grandma. Cả nội cả ngoại cô. Kiểu là con thấy nó toàn mấy cái chương trình của mấy cái ông kiểu VTV này. Thời tiết hôm nay báo mấy cả mấy cái vụ tai nạn, mấy cái vụ gì nông nghiệp có thể loại phim thì mai mà phim Việt con lại không thích. Con thích xem phim kiểu linh đanh tinh của. Thì biết sao giờ nói chung là phim của Việt Nam làm thì nó không được hay bằng phim của nước ngoài. Có một số ít bộ phim rất là hay thôi đó, nhưng mà con chưa đủ tuổi để coi cái đấy, tại vì cái phim nó no but I can watch at home. Okay, rồi nói chung là no one can stop me. Tùy gu của mỗi người thôi, giống như kiểu như con nít trẻ con thì thường sẽ thích phim hoạt hình hơn đúng không đó, còn người lớn thì người ta sẽ thích phim hành động hay là phim phim về gia đình hơn chẳng hạn như vậy đó. Thì bây giờ còn ông với cả bà có cái sở thích xem kênh VTV1 VTV3 thì chúng ta cũng chịu thôi chứ sao giờ. Rồi ở đây cô giới thiệu cho Khánh một số thể loại chương trình nữa. Chúng ta có News Bulletin, a short radio of television. One more time, News Bulletin. News Bulletin. Oh no! My screen on my computer is black! No! What? I'm still here. Cô vẫn ở đây mà. Tại sao con lại kêu là màn hình My đây screen computer! No! Oh, what? Can... Oh. Khán vẫn nhìn thấy những cái chữ trên màn hình của cô không? Hay là sao? Hay no, là... no, no. Oh, my screen. Zoom. Okay. Okay, call your parents. Can you call your parents? Con có thể gọi bố lên sửa được không? I think I am. Okay, do you want to restart your computer? Con có muốn là. Hello, can you hear me? Oh my god. Khánh ơi, con có nghe cô không? I can. Can you hear me now? Okay, is it normal now? Nó trở lại bình thường chưa? Yes. Rồi, trở lại bình thường rồi thì tốt. Chắc có chừng là nó báo pin yếu, con đã sạc pin chưa? Không phải, con đấy do con bấm một cái chụp ảnh của cái ấy, nó kiểu nó, máy này nó chưa load cái đấy à? À rồi, okay, I see. Rồi, chúng ta có News Bulletin, ở đây sẽ là cái chương trình thời sự này được chưa? Bởi vì người ta đang nói là về News Report, báo cáo những cái tin tức mới nhất. Đó, thường thì cái này sẽ là những cái chương trình bản tin là 60 giây, bản tin tối, thời sự tối lúc 7 giờ của VTV chẳng hạn. Để chờ. Đây, this is News Bulletin, chương trình thời sự. Rồi, period drama này con sẽ thấy ở bên Trung Quốc nhiều hơn. Tức là con biết là Trung Quốc nó có các thể loại mà phim về lịch sử đúng không? Là người ta sẽ, diễn viên sẽ mặc cái đồ mà thời xưa của người Trung Quốc, sau đó là diễn các cái vai mà đúng với lịch sử thật. Thì người ta gọi là period drama. Được chưa nào? Ok. Rồi. Chương trình tiếp theo cô có là gì đấy? Reality show. Reality show. Can you say it? Reality show. Reality show. A television program in which ordinary people are continuously filmed designed to be entertaining. Cô đọc khó quá.
Ok, reality show. Con hiểu reality show là gì? Con có bao giờ nghe đến chơi reality show chưa? Thức thức phim thật sự kiểu đấy, kiểu phim lịch sử cô. No, no, không phải thức phim lịch sử. Cái này nó sẽ bảo, cái này nó sẽ giống như là chương trình thực tế hơn, được chưa? Ví dụ như con có biết MasterChef không? Con biết MasterChef không? Oh, I know. Okay, I want to taste the food. That's right, of course. Everybody wants to taste the food in MasterChef. So MasterChef is a reality show. Đây là một chương trình thực tế. Mà cái chương trình thực tế này sẽ bao gồm sự đối đầu giữa những cái người tham dự. Mà người tham dự sẽ thường là những người bình thường. Có cái cuộc sống rất là bình thường. Những cái cuộc thi mà không phải dành cho người nổi tiếng á. Ví dụ như con thấy là Nhanh Như Chớp thường sẽ có những cái người tham dự là người nổi tiếng, đúng không? Người có rất là nhiều fame đó. Bây giờ thì cái chương trình MasterChef thì chỉ cần biết nấu ăn. Bây giờ chỉ cần biết nấu ăn là có thể tham gia được rồi. Đó thì nó gọi là reality show. Ok? And the game show at Việt Nam. Ok. Game show at Việt Nam. Tùy thôi, tại vì cô thấy bây giờ game show ở Việt Nam thì có những cái nó sao ta? Ví dụ như con bảo là cái chiếc nón kỳ diệu là chương trình thực tế, cô không nghĩ như vậy. Chiếc nón kỳ diệu thì nó sẽ là chiếc nón kỳ diệu này hay là gì ta? Ai là triệu phú thì cô nghĩ nó là game show, nó mang tính game show hơn, bởi vì chúng ta sẽ phải lần lượt trả lời các cái câu hỏi liên quan đến kiến thức mà chúng ta biết, thì nó là game show. Được chưa? Còn chương trình thực tế giống kiểu như chúng ta phải sắm tay áo lên, chúng ta lao vào làm á, thì cái MasterChef là cái ví dụ mà hay nhất cô biết. Rồi. Okay. Next, we have romantic comedy. Can you say it? Romantic comedy. Romantic comedy. Romantic a movie comedy. Debuts with a love in the life. Romantic boy. Oh, I don't know. Did you know it? It is a romantic comedy. Romantic comedy là hài hước lãng mạn, được chưa nào? Okay. What movie do you know? Gia đình là số một. A romantic comedy. Well, it is not very romantic comedy. Cái này nó giống như kiểu là comedy thuần luôn này. Gia đình là số một là comedy thuần luôn. I see that also many. Này nhé cô nhé. Có ví dụ có bốn người. Người đầu tiên yêu người thứ hai, người thứ ba yêu người thứ hai, người thứ hai yêu nói này có bốn người thì con gọi tên anh người thứ hai, con gọi tên người thứ hai yêu người thứ nhất, và người thứ ba thì yêu người thứ hai, và người thứ tư thì lại yêu người thứ ba. Ok, cô hiểu. Thì cái thì có mối quan hệ này là hơi hại não thật, nhưng mà cái mối quan hệ này nó cực kỳ rắc rối, nên I don't like that kind of relationship. Rồi Khánh, cô nhắc lại về cái thể loại romantic comedy này. Romantic thường là sẽ tập trung vào cái yếu tố lãng mạn giữa hai nhân vật, đúng không? Đó, hai nhân vật yêu nhau, sau đó là có những cái hành động tình cảm với nhau thì gọi là romantic. Và comedy nó tập trung vào cái yếu tố hài hước, tức là giữa cái cặp đôi yêu nhau đấy nó có điều gì hài hước. I like comedy films. Okay, you like comedy films, not romantic comedies. Rồi, để cô coi là romantic comedies có cái yếu tố nào ha? Science fiction film. Okay. Khánh. Yes, do you know Frozen? Con có biết Frozen không? Yes. Okay, so have you watched Frozen 2? Con có cái Frozen 2 chưa? Yeah. Frozen 2 có à cô? Có Frozen phần 2 đó, có Frozen phần 2. Hay không cô? So với phần 1 thì nó không có để lại nhiều ấn tượng cho cô lắm. So với phần 1 thì không để lại nhiều ấn tượng lắm. Mặc dù cái cốt truyện Frozen 2 là nói cái gì cô? Nói về cái việc mà nếu mà con không muốn cô nói toẹt ra hết thì cô sẽ nói theo cái kiểu là giống kiểu Elsa tìm lại được chính bản thân mình, và cô ấy từ bỏ việc trở thành nữ hoàng của cái vương quốc đấy. Thấy chưa? Là sao cô? Tức là bên ở cuối phần 1 đây con biết là Elsa lên làm nữ hoàng của cái vương quốc đấy, đúng không? Vâng. Thì sang đến phần 2 thì Elsa phát hiện là năng lực của mình nó bắt nguồn từ một cái hòn đảo xa xôi đấy. Nên nó bắt nguồn từ một cái hòn đảo xa xôi, thì Elsa lên thăm cái hòn đảo đấy và phát hiện ra là có những cái nguồn năng lực khác tương tự như mình cũng ở trên đấy luôn. Vậy thì Elsa chọn ở lại cái hòn đảo đấy, còn không quay về cái vương quốc kia nữa, mà Anna sẽ trở thành nữ hoàng. Để lên những người khác thì sao ạ?
những người khác thì vẫn giữ vai trò tương tự thôi, chỉ có Elsa là thay đổi cái vai trò của mình. Mà nói chung là cô nó xem rồi à, cô? Ừ, đúng là cô xem rồi. Hình như có một con ếch nó cực đáng yêu đúng không cô? Và là con ếch, nó là con salamander, con thằn lằn lửa ấy. Thế ở đấy nó cũng có năng lực giống Elsa. Thế... đúng rồi, có cái con đấy nó là tượng trưng cho lửa thì phải, theo như cô nhớ là nó tượng trưng cho lửa. Đó, con sẽ thấy có nhân vật tượng trưng cho lửa, có nhân vật tượng trưng cho những nước. Người kia đi, thì những người kia đi theo Elsa nó lại phải trở về cái bản Elsa. Tức là ban đầu đi theo Elsa là để tìm ra cái nguồn gốc, nói chung là có nhiều mục đích. Có người thì đi tìm về cái mục đích là năng lực của Elsa là ở đâu, còn có người thì đi tìm cái câu chuyện về bố mẹ của Elsa và Anna, bố mẹ và Elsa của Anna từng lạc qua cái khu đấy. Nói chung là nó tình tiết nó đúng lắm. Thật là bố Elsa từng ở khu đấy ạ? Ý là mẹ của Elsa là người ở trên đấy, còn bố của bố Elsa thì là người của cái vương quốc kia thôi. Cái mẹ của Elsa có năng lực đấy không ạ? À, mẹ của Elsa thì cô không có rõ. Nói chung là mình như là mẹ của Elsa có năng lực thiên về gió hay sao? I think so. If I remember correctly. Nani. Cô có cái đó cũng lâu rồi, nên là cô cũng không có nhớ chính xác 100%. Of course I like animation. Of course I like animation. I love animation. Do you know Spy's Family? Yes, Spy Family. Bố điệp viên, mẹ sát thủ, con nhà ngoại cảm. Chó là nhà dự đoán trước tương lai. Oh my god. Con coi đến chỗ có con chó luôn nữa. Có chưa coi đến chỗ đấy nữa không? Con đọc truyện cơ. Con đọc chùa. Con đọc chùa. Con có thể xem phim cũng được, tối thứ bảy lúc 10 giờ trên kênh News Channel Việt Nam, cô lúc nào cũng coi ở trên đó hết. Ủa thế cái hình như để con cô mới coi đến cái tập mà trận đấu bóng ném thôi, thì cô chưa coi đến cái xuất của con chó chắc phải đâu. Cái trận mà Anna này hết của cái ông mẫu giáo mà cơ bắp ấy ạ. Đúng rồi, tối qua mới chiếu xấu. Đúng rồi, chính xác. Đấy. Ôi, lúc đầu cô coi là cô không nghĩ là mặt nhỏ nó 6 tuổi luôn. Đứt tay buồn cười, coi đây có phải cười đau rồi luôn. Oh my god, có Spy Family tập 7 rồi nè. Ừ, có tập Manga. Có Manga tập 7 rồi, ok. Có tập 8 rồi ta. Rồi, đó, cái đó. Có nốt rồi nè. Khánh ơi, Khánh. Ai chà, có nhanh. Hai cô sẽ gọi cái mối quan hệ giữa Lloyd với cả Yor là theo kiểu romantic comedy này, kiểu như là lãng mạn và hài hước ấy, nó rất là dễ thương. Vâng, đúng là lúc mà cái cô Lloyd mà say rượu thì ui giời ơi, cân cấp. Hiểu. Cháu đúng ăn nào ta đá bay. Ôi. Rồi. Ghê thật sự. Từ có cái tập mà đánh tay nít, chắc cô cho xem tập ấy. Chưa. Tập 6 của manga ấy cô. Ôi, là lâu đánh. Người ấy, có một người ấy cũng là điệp viên cũng nhưng mà lại thích Lloyd kiểu nhưng mà mặt kiểu huấn luyện là lạnh lùng, xong kiểu đi làm nhiệm vụ đánh tennis sau tới thách đấu cô vợ, xong cô vợ kiểu đánh xoẹt lắm, quả bóng tennis nó cắt như cái vợ con vợ, thế xong rồi cô ấy dùng nhẹ lại đánh hều quát bay xong ông chồng kiểu đứng im luôn không làm gì sợ quá. Và hơi bị đáng sợ. Có cái tập đấy chắc là vui lắm. Cô có nghe mọi người nói về một cái nhân vật mà cũng thích Lloyd thôi, nhưng mà làm điệp viên giống Lloyd đấy, nhưng mà cô chưa có con tìm hiểu kỹ. Chắc là cái nhân vật mà con nói. Đúng không? Công nhận nhìn Lloyd ngầu thật. Oh my god, Lloyd Forger. Nhưng mà Lloyd Forger nhìn rất là đẹp. Rồi Khánh, what time is it? Mấy giờ rồi Khánh? 9:49 quá. Okay, 49, right? Right, we study 5 more minutes and then we're done. Rồi, vừa rồi cô đã nói về cái thể loại mà romantic comedy đúng không nè? Đó là thể loại lãng mạn và hài hước. But how about science fiction film? Can you say it? Science fiction film. Science picture film. Fiction, not picture. Science fiction. Okay, science fiction. Science picture. Đây sẽ là thể loại khoa học viễn tưởng. Được chưa nào? Và khoa học viễn tưởng thì con có nghĩ đến cái thể loại phim, có một bộ phim nào tiêu biểu không?
Thế giới khủng long cái gì mà cái ông là blue, cái con khủng long là blue ấy cô. Ok, thế giới khủng long Jurassic Park đúng không? Cô nhớ hồi xưa cô có cái coi, cô có coi thể loại đó là Jurassic Park thì người ta hồi sinh lại tất cả các loài khủng long. Trời ơi, hồi đó cô coi cái đó cô sợ lắm luôn á. Thiệt. Rồi, ok, that's right, science fiction film we have Jurassic Park. Rồi, và cái thể loại sitcom. Sitcom là một cái thể loại mà khó hình dung nhất. Đó. A regular comedy program on television that show the same character in different funny situation. Cái sitcom này là cái thể loại phim mà nó chỉ tập trung vào một lượng nhân vật nhất định để cho và bất kỳ cái tình huống nhân vật là có chứa nhân vật này nó đều dẫn đến nó đều hài hước cả. Con có biết cái Mr. Bean con đoán. Đúng rồi, chính xác Mr. Bean là một thể loại sitcom đó. Rồi, ngoài ra thì con có biết cái series Hannah Montana không? Đâu. Hannah Montana chắc là con chưa có nghe qua. Hannah Montana là cũng cũ rồi, cũng là thể loại ngày nắng về. Cái phim mà gia đình là cái phim mà gia đình là số 1 dù gió có thổi của Việt Nam mình đó, dù gió có thổi của Việt Nam mình nó cũng là sitcom và cái gia đình là số 1 cũng là sitcom luôn đó. Thấy chưa? Tập trung vào một nhóm nhân vật nhất định và tân bất kỳ tình huống nào họ đối mặt cũng đều buồn cười hết. Và con cũng để ý là và con để ý là cái cảnh quay của sitcom mà thường nó chỉ tập trung vào một đến hai cảnh nhất định thôi và con coi trong gia đình là số 1 ấy. Thường cái cảnh quay chủ yếu là ở nhà ăn của cái căn nhà đấy đúng không? Sau đó ở cái phòng khách của cái căn nhà đấy. Đó là sitcom đó. Thấy chưa? Yes. Rồi, còn nếu mà con muốn nói là comedy mà nó comedy thì nó cảnh quay nó rộng hơn rất là nhiều. Đó, nó có thể nó sẽ cho thấy cảnh đường phố hay là cảnh biển, cảnh gì đó tùm lum cả. Chứ còn sitcom chỉ chủ yếu là một đến hai cảnh quay thôi. Rồi. Yeah. Hey, chúng ta còn nhiều cái gì? Chúng ta còn nhiều từ vựng mới ở đằng sau lắm. Hôm sau chúng ta đi tiếp nhé, được chưa? Vâng. Ok. Cái that... Spy X Family ấy, con thấy kia kiểu là con nhiều dự đoán là sau này là do với cả Loi là sẽ đánh nhau đấy. Ồ thế à, đánh nhau luôn à? Cô chưa cần nói đến vụ mà do và Loi đánh nhau, cô đã thấy là Loi sẽ đánh nhau với Yuri trước rồi đó. Yuri là cảnh sát mật đó, là em trai của Yo là... đúng rồi, con nhớ rồi. Đó, chưa gì là đã thấy là... Ông mà kiểu là vào xong rồi thăm kiểu là nghi ngờ cái người đấy. Hắn chỉ hơi cao to, đẹp trai và giỏi nấu ăn và làm mặt với bác sĩ tâm lý. Hay là cái gì mà họ nói là kiểu là sau đó, xong rồi bảo là phải hai người hôn hôn nhau đi xong rồi thông họ khoát đấy à. Để xong rồi người Yuri... đang chuẩn bị nói gì hả? Phi nghĩa phát hả? Xoẹt cả mặt ra. Đúng rồi, chết hết. Đó. Con chào quá. Ok, bye bye.